Nặng lắm không hả Nhu? Bình thường thôi. Bình thường thôi à? Quý vị giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trên công trường Xá Lủng. Ngày hôm nay thì em Hân lại tiếp tục đồng hành cùng bà con Xá Lủng trong việc mở đường và đổ bê tông con đường huyền thoại Xá Lủng. Ngày hôm qua thì bà con đã mở đường lên đến chỗ đoạn đường mòn đây rồi các bác này. Đấy, ngày hôm qua thì mọi người đã làm được rất nhiều việc, cũng như là giải đá được mặt đường đoạn giáp ranh giữa cái đường mòn đây. Và hôm nay thì bà con lại tiếp tục mở đường từ vị trí này đi vào phía trong, phía chỗ nhà em Cho trưởng thôn. Chào chú nhá, chào bố Tủa nhá. Bố Tủa lấy đá ở dưới lên à? Cái đoạn đường mòn này đi vào phía trong, phía nhà em Cho ấy, trong của nhóm nhà bà con phía trong ấy, thì có mặt đường rồi, nhưng mà đường hơi nhỏ nên mọi người sẽ đập đá, phá đá và mở rộng thêm mặt đường. Đây, ngày hôm nay thì chú Gia máy khoan lại tiếp tục có mặt tại công trường rồi. Hai hôm vừa rồi thì nhà chú Già có tổ chức đám cưới nên chú nghỉ do công việc gia đình xong xuôi tất cả mọi việc, thì chú Già ngày hôm nay đã có mặt tại công trường để tiếp tục cùng bà con làm đường. Đấy, chú Già là chuyên phụ trách khai quan khoan phá đá. Chào ngồi nhá. Khoan đầy lỗ, khoan đầy lỗ, cái này khoan đầy lỗ, đây là có hai lỗ, đây là có hai lỗ, đây là bốn lỗ, bốn lỗ à? Ngày hôm qua thì nhân lực có khoảng 18-20 người thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì bà con đến tham gia làm đường cũng rất là đông các bạn. Sáng nay em đi mua đồ ăn thì em Cho cũng điểm danh báo số lượng người. Ngày hôm nay có 28 người tham gia làm đường. Đây, mọi người sẽ phá hết cái đá ở bên tả lý dương để tạo thêm mặt đường, mở rộng mặt đường. May đang nấu cơm à? Ngày hôm nay thì em May lại vẫn tiếp tục đồng hành cùng bà con trên nhóm chỗ nhà em Cho. Đấy, May hôm nay lại tiếp tục phụ bếp. May ơi, cái thịt này thì tí nữa rửa nhá. Rửa qua ông là thái để xào. Đấy, em thái rửa thái đi ông là tí nữa anh xào nhá. Nhà bếp mình cần thêm cái gì không? Không cần đâu đúng không? Rau, gia vị, các thứ đầy đủ đúng không? Ờ. Thế em May anh bếp nhá. Đấy, ngày hôm qua thì mọi người cũng đã căng được cái bạt đây để che nắng che mưa và nấu ăn. Chào Cho. Mọi người làm nhanh nhỉ? Có một tí buổi sáng nữa mà đã mở đến đây rồi. Tận này kè như thế chắc không? Chào Lầu nhá. Cái gì ấy? Chỉ gió. Hả? Cái gì ở Cho? Chú Già con và chú Già nói ở nhà không? Ở nhà thì mang cái ông.
À, là chú già là làm cưới mượn Âu đúng không? À, đây là có chưa đủ để chưa ăn trưa đúng không? Ở dưới hội trường thôn còn không? Có gì? Cái Âu ấy. Đấy có nhưng mà vừa nãy bảo là nó gọi ở đây thì phải dòng cái đấy. À. Ngày hôm nay thì nhân lực thì rất là đông. Đấy, mọi người làm việc thì rất là vui vẻ. Đấy, các bác nhìn là mọi người làm việc mặc dù công việc rất là nặng và tốn sức nhưng mọi người làm việc rất tươi, rất vui. Đấy, chị Xía hôm nay lại lên giúp bà con. Chị Xía ở nhóm nhà bên dưới chào A Tủa nhé. Đấy, các chị, các cô là lại giống ngày hôm qua. Đấy, làm việc thì sẽ sử dụng cào cuốc để cào đất cũng như là xử lý những cái cây bụi, lấy cái độ quang, độ thoáng để mọi người đập phá đá. Ôi giời ơi, con gái của Hờ hôm nay lại theo bố mẹ ra công trường à? Đấy, các bà đang phát quang cây bụi. Sáng nay thì mọi người cũng kè được một đoạn kè ở đây. Trong ngày hôm nay thì với cái tiến độ cũng như là cái số lượng nhân lực như này thì trong ngày hôm nay em nghĩ là sẽ làm đến gần đến phía chỗ nhà chú già hôm trước tổ chức đám cưới ấy. Những khối đá to thì chuyển xuống đây để làm kè. Phía ngoài này thì sẽ phải xử lý đá rất là nhiều đây các bác này. Đấy, đoạn đường này chỉ có tầm 40 phân thôi. Đấy, sẽ phải mở rộng ra thêm khoảng 5-60 phân nữa để mở rộng mặt đường, tạo mặt đường. Ba hái rau à? Rùa rau à? Rùa rau mua hạt từ. Ở muôn 6 nỏ à, bà cụ đang hái rau để mang ra để tí nữa mọi người làm cơm ăn trưa đây các bác này. Đây là rau cải thìa, rau này nấu canh thì cực ngon rồi các bác. Đi đâu hả thằng bò? Đi lấy Âu à? Đây là cái rau cải. Rau cải mèo hay là rau cải thìa còn non đấy các bác. Đấy, nó nhỏ nhỏ thôi. Sau này lớn về, già về ấy, nó cây nó to và cái bẹ lá nó cũng to lắm. Đấy, lúc nhỏ như này thì mọi người nấu canh rất là ngon nhé. Cái giống rau cải này ấy. Đấy, sau này nó lớn lên thì cái bẹ lá nó to, nấu canh cũng ngon mà xào cũng rất là ngon. Nhất là xào với lại tóp mỡ hoặc là xào với lại đậu xị các bác. Cái chỗ này thì bà nhổ ra để chút nữa mang sang để mọi người nấu cơm trưa. Cái đoạn này thì có khá nhiều đất nhưng mà bên dưới thì dưới lớp đất là toàn đá đây. Đây các bác nhìn. Ở những nương ngô ở trên núi cao này thì mọi người nhìn phía trên là đất nhưng mà ngay phía dưới là đá rồi. Đây giống như cái vị trí này này. Mọi người mới cuốc đi một lớp mỏng thôi đã lộ ra cái lớp đá ở bên dưới rồi. Luôn thì có gì thì lo lo hơn không? À, Bali. Chào Bali nhá. Đấy, hôm nay thì mọi người ở phía dưới làng ấy, ở phía dưới cái đoạn đường bê tông đổ qua rồi, lên làm rất nhiều ấy. Có chị Ly, chị Xía này, với lại mấy anh nữa cơ. Còn đây là người phụ nữ tiêu biểu của xã Lùng đây, chị Xía đây. Búa tạ thì lúc nào cũng cầm cái búa to nhất nhỉ? Rồi.
Đoạn này thì kè nó thụt thụt vào tí nhỉ cho nhỉ? Ừ, thụt như này đúng rồi. Mình mở vào trong này một tí. Đá ở đây có vẻ như là mềm hơn phía bên kia. Cho em cho trưởng thôn đang xử lý cái chân kè để xếp một đoạn kè ở đây. Cái cục đá to này bên dưới là đất rồi đúng không? Cái khoan. Tôi cố dùng cái khoan này đi. Cái khoan kia thì đặt rồi nhưng mà người ta vẫn chưa chuyển đến. Đấy, chuyển đến thì mang lên thì nó khoan nhanh hơn. Cục này là vừa rồi phá từ cục này ra đúng không? À, thế là bây giờ là 1, 2, 3, 4 4 mũi khoan mới phá ra làm được 4 khối to. Ba lỗ à? Ba lỗ phá ra được 4 khối à? Cái ké nước này dùng cái nêm đục được đấy nhở Nô nhở? Cái này dùng nêm đục được không? Được không? Cái này đục đường rồi. Hả? Được không? Thử xem nào. Cẩn thận chân. Rơi hết vào chân, đau chân đấy. Ờ nhờ. Chỉ cần một cái nứt bé bé thôi là được đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đập ra như này này. Cậy thôi, lấy xà beng cậy. Đấy, cái đặc trưng của đá tai mèo ấy là nó có những cái vết nứt rồi những cái ké nhỏ ấy. Chỉ cần dùng cái nêm đập là cũng có thể phá rồi. Đấy, có những cái ké nứt như này thì bà con xử lý những khối đá này nó cũng tiện hơn rất là nhiều và cũng tiết kiệm được khá nhiều xăng, bởi vì một cái lít xăng ấy, một lít xăng ấy là chỉ khoan được khoảng chục mũi khoan thôi là sẽ hết mất một lít xăng rồi các bạn. Đây, cái máy khoan thì chạy bằng động cơ hai thì ấy, xăng pha nhớt ấy, nên chạy cũng khá là tốn xăng. Cái chỗ này xử lý cái trên này xuống trước nhá. Trên này mình cậy dưới này thì nó lở xuống vào người ấy. Và chỗ này là cái đường đi lên cái bể nước đúng không? Đúng rồi. Nên là làm như nào để lại cái đường cho bà con? Mình làm này mình vẫn phải giữ cái đường lên bể nước nhá. Ở phía trên này thì có một cái bể nước các bạn. Đây cũng là cái lý do mà tại sao mọi người lại chuyển bếp ăn lên trên này, bởi vì nó gần cái bể nước thì mọi người cũng tiện lấy nước để nấu ăn cũng như là rửa thức ăn. Ô, chào chị Dính nhá. Đây này các bạn này, trên này là chị Dính đang rửa rau. Hôm nay là rau cải trắng à. Đấy, chị Dính đang nhặt rau, chút nữa sẽ rửa rau ở trên trên khu vực bể nước này luôn. Ôi, hôm nay nhiều rau thế nhỉ. Này các bạn này, rau cải trắng. Rau cải trắng này thì đem về nấu nấu canh nhạt thì ngon tuyệt vời. Còn đây là cái bể nước. Đây, bể nước là dùng mấy ngày hôm nay rồi mà không thấy vơi các bạn. Đấy, lúc nào cũng đầy như vậy. Cũng không tràn nhé các bạn nhé. Đấy, mưa to đến mấy thì mưa cái lượng nước ở cái bể nó cứ giữ ở cái mực nước như này này. Không bị tràn cũng như là cũng không thấy vơi đi. Điều kỳ lạ là cũng không biết là cái nguồn nước ở đây ấy, là nước chảy ở đâu về các bạn. Cái nước lúc nào cũng đầy, lúc nào cũng tràn. Bây giờ thì em Hân sẽ tiếp tục quay trở lại xuống
khu vực nhà bếp để cùng với lại em May đấy, chế biến thức ăn cũng như là chuẩn bị bữa trưa cho bà con. Đấy, bà con thì vẫn chia làm hai nhóm. Nhóm ở phía bên này là các anh các chú đập đá phá đá, và bên phía bên đây, phía bên này là các chị các cô đang cùng nhau chuyển đá để xếp mặt đường cũng như là cào cuốc đất. Nấu cơm chín xong thì rửa thịt giúp anh nhé. Ừ. Hôm nay là món thịt xào đậu xị. Đây thịt thịt xào đậu xị các bác nhé. Cái đoạn chỗ tủa đang làm kia là mình sẽ mở lếch lên trên à? Ở chỗ đấy thì lý do tại sao lại mở như thế? Lý do thì cái đứa kia quả mà chợ cái thì nó bảo là đất ở dưới này nó tốt hơn. À. Vâng. Nhà chợ là vẫn cho đất để cho làm đi qua đất nhà chợ. Vâng. Nhưng mà lại lách lên trên đúng không? Vâng. À, thế là bây giờ là sẽ quyết định là mở lên trên đúng không? Mở lên đây thì sẽ đi không đi vào được chỗ nhà cửa chú già đúng không? Cái đất ở trên này thì cũng khá là hiếm ấy các bác. Đấy, mọi người nhìn xung quanh đây thì chỉ toàn là đá thôi. Nên là chỗ nào có đất thì mọi người cũng tận dụng lại để trồng rau hết rồi. Đấy, có nhiều nơi các bác nhé, có nhiều nơi là không có đất là bà con phải dùng gùi ấy để chuyển đất ở những nơi có đất đi giải lên, giải một lớp mỏng lên trên đá để trồng ngô, trồng rau các bạn. Đấy, vị trí này thì ui là cẩn thận nhá, em bé nhỉ, cho em bé đi ra chỗ khác đi. Không ai trông con à hờ. À. Đấy, chỗ này thì sẽ làm lên đây đúng không? Vị trí này thì nhà em chở thì phía dưới này thì là đất nó khá là màu các bác, khá đất tốt đúng không? Bây giờ mà mở qua đây thì là ngay phía trên này hay là như nào? À, mở qua đây thì nó sẽ khó khăn hơn tí nhỉ? Khó khăn nhưng mà chỉ muốn ở đây thôi, mở bên kia thì cũng dễ thôi. Tốn thời gian hơn nhiều không? Chắc là không mất nhiều đâu. Tuần đúng không? Đấy, dự kiến thì đoạn dưới phía dưới thì 15 ngày thì chỉ 6 ngày là xong rồi. Còn trên này là một tuần. Vâng, chắc là tính một tuần ấy. Một tuần. Đấy, chỗ này là một tuần là sẽ mở đường đến chỗ cửa nhà em đúng không? Còn đoạn này từ đây mà ra đến chỗ cái lán đang ăn kia, đang làm nấu cơm kia thì chắc ngày hôm nay là xong. Khó xử lý lắm nhỉ? Đấy, nhiều đá. Đúng chỗ này thôi đúng không? Nhưng mà thực sự các bạn, nếu mà mở qua đây thì nó sẽ tiện hơn, nhanh hơn. Đấy, nhưng mà chỉ đến chỗ nhà chú già thôi, sau đó lại vẫn phải check đường lên phía trên và cũng phải mở như này. Thì bây giờ là với cái sự thống nhất của em Cho với lại gia đình chỗ nhà em chở thì mọi người cũng quyết định sẽ mở lại đường mới qua đây. Đấy, giống như vị trí ở phía bên dưới. Việc này thì cũng rất mong các bác đấy thông cảm cho bà con, bởi vì trên vùng cao này thì đất ấy thì sự rất là quý. Đấy, bốn bề xung quanh chỉ là đá thôi các bác. Nên chỗ nào có đất ấy thì bà con là tận dụng hết, nên thôi thì thực sự là em chở thì cũng tạo điều kiện rất là nhiều rồi. Đấy, cho làm đi qua đất rồi, hiến đất để cho làm đường rồi thì cái phương án này có lẽ là cái phương án tối ưu nhất. Thôi nhỉ, bây giờ qua làm bếp thôi. Qua làm bếp thôi. Hôm nay thì đáp ứng cái yêu cầu của trưởng thôn là sẽ làm cái thịt béo béo một chút. Như nào cũng được anh ạ. Như nào cũng được à? Ngày hôm qua thì em cho có đề xuất là mua thịt béo một chút để ăn cho nó có chất à, hay là có dễ ăn. Làm như này, ăn cái này béo cũng được anh ạ. Cô dâu mới đây phải không nhỉ? Đúng không hả em? Đúng rồi, anh. Đấy. Cô dâu chú rể này. Đấy, mới cưới nhau xong là hôm nay đã cùng nhau lên nương để lấy cỏ về cho dê cho bò rồi các bạn. Chào vợ trưởng thôn nhá. Lấy rau về nhà nấu cơm à? Lấy rau. À.
Bây giờ thì em Hân sẽ quay trở lại nhà bếp để cùng em May chế biến thức ăn để cho bà con ăn trưa. Ngày hôm nay thì nhà bếp sẽ làm món đậu xị xào với thịt lợn các bạn. Đây này, em Hân tranh thủ giới thiệu cho các bác cái món đậu xị của cao nguyên đá Đồng Văn nhé. Đây là một cái loại đặc sản. Đây, đây. Đấy, một loại đặc sản rất là nổi tiếng. Và cái cách sử dụng thì cũng rất là nhiều cách. Đấy, hôm nay thì em Hân sẽ làm món thịt lợn xào đậu xị để cho bà con ăn trưa. Đấy, đậu xị này thì xào thịt lợn này, xào rau cải này, hoặc là đem làm nước chấm, chấm rau cải, chấm thịt luộc thì rất là ngon các bạn. Đấy, nó có đủ các vị luôn. Cay, hơi chua chua anh Trường nhỉ? Đấy, cay và hơi chua chua. Vị phải có cả, làm này họ hay cho cả cái vỏ quýt phơi khô. Quýt xào cùng đúng không anh? À, trong cái đậu xị này á? Ở trong đậu xị này thì có ớt này, có gừng này, vỏ quýt này. Nói chung là rất nhiều gia vị. Đấy, rất là thơm các bạn nhé. Đấy. Em thề là rất ngon. À, cái đậu xị này thì là của những người nhà em Hân làm. Đấy, hôm nay đến công trường thì em cũng xào với thịt là ngon. Mang một chai đến để xào với thịt. Xào tóp mỡ rau cải anh ạ. Nếu mà xào tóp mỡ phải cho rau cải thì ăn mới ngon. Đấy. À, các bác mà có nhu cầu mua đậu xị này nhá, về để làm nước chấm này hoặc đem về xào với lại thịt thì cứ liên hệ với em Hân. Đấy, chút nữa em Hân sẽ để cái số điện thoại lên trên màn hình ấy. Đấy, các bác mà có nhu cầu mua đậu xị hay là mua giống hạt rau cải mèo ấy thì mọi người có thể liên hệ với lại cái số điện thoại trên video nhé. Liên hệ với em Hân 18 cộng. Đấy, em Hân 18 cộng. 18 đến 19. 19 cộng. 19 anh ơi. 18 trẻ quá. Bây giờ thì đợi thầy Trường hỗ trợ thái thịt chút nữa thì em sẽ xào. Món đặc trưng. Bình thường thì mọi người sẽ xào đậu xị với lại thịt này, xào với rau cải này. Và đặc biệt là cái đậu xị này nếu mà xào với lại thịt treo các bếp ấy thì nó thực sự là còn ngon nữa các bạn. Thịt này rim với lại nước mắm thôi để cho nó thơm thịt thôi. Bởi vì là trong cái đậu xị ấy, đậu xị là nó cũng có muối mắm rồi. Đấy, đậu xị là khi mà mọi người làm ra là người ta cũng muối mắm các thứ đầy đủ hết. Em Hân thì đun bếp củi không hiểu sao đun nó không cháy các bạn. Thế lại phải nhờ em May. Khói ơi là khói các bạn. Đây là đun ở ngoài trời đấy. Thế không biết là bà con đun ở trong nhà thì sẽ như nào. Thế rửa tay xuống giúp chia cơm thôi cô giáo. Thế cô giáo lên đây thì giúp nhặt rau rồi là giúp bà con nghịch đá. Ra nghịch đá. Hát đập anh nghịch. Ô mọi người lại cho canh ra chậu nhựa đây à. Hôm nay thì món rau thì lại tiếp tục nấu món canh nhạt đây các bác. Mọi người đổ ra chậu đây để cho nó nguội. Đây nữa này. Không chia vậy thôi. Cơm thì bà con ăn bằng tô ấy. Mỗi người một tô. Khói quá mày ơi. Vẫn cứ khói này. Đấy, nhờ đến em May rồi nhưng mà vẫn cứ khói. Thế cô giáo có câu gì nhở? Bảo các cụ nói là chịu được khói thì giàu đúng không? Chịu được khói thì mới giàu anh. À, thì bây giờ cô đứng vào kia đi, cố gắng đi. Xong là hết lượt củi này thì nó sẽ giàu đấy. Hít thử 30 phút đúng không? Hít thử 30 phút đi. Nấu bếp củi nấu món gì ăn cũng ngon anh ạ. Xe như này cho đồ xì được đây nhở? Được rồi em ạ. Đấy, đúng nha, xào thịt này phải cho tỏi lá hoặc là hành củ, tỏi củ đúng không?
Đấy, xào đậu xị, xào thịt rồi có tỏi lá hoặc là tỏi củ vào thì mới ngon. Ờ, chắc là một nửa thôi. Một nửa để lại cho bà con chấm rau ấy. Ừ. Vừa không anh? Ui, thơm thế. Vừa ấy. Ủa, lên màu ngon nhở? Nhạt à? Nhạt thì mình cho thêm mắm vào. Bà con là ưa mặn đúng không? Đấy, mọi người là ưa mặn đấy, đúng không? Đây à, em quay vào đây chia sẻ cho mọi người xem. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, thịt lợn đấy. Khi mà cho đậu xị vào thì cái màu nó lên rất là đẹp. Đây là em rang vội nhá. Đấy, nếu mà các bác mà làm ở nhà để ăn ấy thì rang cái thịt nó vàng một chút nữa. Đấy, có chảo chống dính thì rang cái thịt nó vàng một chút nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn. Ăn cơm đi, đứng rồi, ăn cơm rồi. Cái này chia ra Âu đi nhỉ. Đấy, thịt xào với lại đậu xị thì cũng chín rồi các bạn. Chia ra đi, chia ra cho mọi người. Đấy, thịt chiến này cũng đúng vào cái lúc bà con nghỉ về ăn trưa. Nó mỏ. Nó mỏ nè ơi. Mọi người đói chưa? Đói rồi à? Em không sao được ơi. Ăn mỏ đi, ăn cơm đi. Ngày mai anh sắm nguyên một cái kẻng. Một cái kẻng thì mời mọi người về ăn cơm đúng không? Ừ. Trang cho cô giáo gợi ý là mai mua kẻng để giúp mọi người về ăn cơm. Kẻng cái bộ đội ấy anh nhỉ? Bây giờ ăn cơm là cái kẻng bộ đội ấy anh nhỉ? Cái món này thì bà con thích ăn lắm đây này. Cho thêm một cái Âu nữa. Cô giáo có biết là đậu xị này làm từ những cái gì không? Hạt đậu này, đậu gì nhỉ? Đậu cho một cái Âu. Đậu tương. Đậu tương, hạt đậu tương này. Ớt, tỏi, gừng, giềng, gia vị có rất là nhiều. Hạt bắp khén này, hạt thảo quả, hạt sủi. Nấu nhiều lắm. Nhiều loại gia vị đúng không? Đấy. Cái này thì xào với lại thịt đấy, chấm rau. Và đặc biệt là rất là ngon khi mà xào với lại thịt lợn treo các bếp các bác nhá. Mọi người đây sao không vào kia ngồi cho nó mát? Đây ngồi ngoài nắng này, Hà Tú. Hả? Ôi dồi ôi, bên kia vẫn còn chỗ ngồi mà, có bạt tre mà. Bên này là mọi người lại ăn luôn ở trong thau à? Hả? Có Âu mà, ôi dồi ôi đây này. Âu có thứ đầy đây này, không lấy ra để đựng. Đấy, mọi người là ăn canh ở trong cái thau nhựa này luôn này các bác này. Đấy, mặc dù là có đầy đủ Âu to, Âu nhỏ nhá, nhưng mà mọi người lại ăn luôn ở trong thau. Đấy, con gái. Em lấy cơm với thịt cho cháu. Nhiều hôm nay ăn mấy bát? Một bát thế à? Ăn nhiều thịt rồi nhá. Hôm nay nhiều thịt đấy. Hết rồi. Để em đi lấy thêm. Đấy mọi người là thịt xào với đậu xị rồi nhưng mà vẫn thêm 500 đồng tiền. Vẫn là một bát nước chấm đậu xị nữa các bạn. Ngon không? Đấy, hôm nay lâu lâu cô giáo An quay trở lại công trường ăn cơm công trường thì hôm nay cô giáo An là thấy khen ngon rồi này các bác này. Bên này có lấy nước chấm không? Nước chấm. Cho mày ít nước mắm vào. Hờ, mang sang cho bên các chú bên kia đi. Ai chấm gì chấm.
Đây của mâm mình đây. Đấy. Cái này ăn cơm nguội cũng ngon nhỉ. Đấy, ăn cơm nguội cũng ngon. Này cái món thịt này xào cái thịt nó hơi trắng một tí nhưng mà ăn ngon đây nhỉ. Có cái đậu xị. Đậu xị đúng. Chiều nay cần cái gì ông ạ cho? Trên này thì cần xăng anh. Hết xăng rồi à? Thế là tí nữa mua một can 20 lít với lại một chai nhớt à? Thế tí nữa anh đi xuống là cho người xuống chở nhá. Ra chỗ quán nước chú chị Biên anh ngồi đấy. Thì đến đầu giờ chiều làm việc thì bảo anh xuống chở. Chị Xí ăn cơm no chưa? No rồi à? Có ai chưa no không? Hả? Chị bảo cái gì? Bụng to quá chưa no. Bụng to quá chưa no à? Vợ bí thư hài biết nhỉ? Thế thì phải ăn thêm hai bát ót tỉ thế. Ót tỉ thế. Mua tao tao cày ấy. Vợ anh no cũng nói chuyện vui tính nhỉ? Thế thì tí nữa xuống lấy xăng. Lấy xăng thôi, có cần thêm gì không? Chắc không cần thêm gì đâu. Nẹp nước rồi là những cái dụng cụ là không cần đâu đúng không? Có cần dây căng để chỉ đường không? Không, cái căng đúng không? Lúc mình đổ mình nắn cho nó thẳng là được đúng không? Nó thế à? Nó là à? Mít tủa, à tủa chứ, nó chưa? Cá kính hoặc cá à? Cá ấy. Rồi mong tuần tới trận nó mò trật trâu và bạn một chơi mà phải đánh đúng rồi đấy. Bà con ăn cơm xong thì một số lại ra đây ngồi nghỉ này các bác này. Một số thì ngồi trong chỗ lán bạt ấy. Ôi dồi con bò này. Nhu, nằm được mấy giấc rồi? Đây, bé Nhu ra đây nằm luôn ngủ ở đây này. Đấy, xem cái gối nào, gối xịn đấy. Gối này thì êm rồi nhờ. Lấy luôn dép để làm gối. Đấy, Nô lấy luôn cái áo tạp dề ra làm lót để nằm nghỉ trưa. Nghỉ 15 phút à? Hút điếu thuốc lào nghỉ 15 phút. Quý vị các bạn thân mến, như vậy thì... ngày hôm nay hiện tại thì cũng đã kết thúc một buổi sáng làm việc của bà con. Đấy, video này của em Hân thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Một lần nữa thì em Hân cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Chuyện Vùng Cao, cũng như cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ bà con Xá Lũng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.